Xóm bên nhà chợt đánh thức tôi giữa bộn bề của sách vở. Du dương trong khúc nhạc, tôi tựa mình bên khung cửa sổ và dường như quên đi hiện tại từ lúc nào. Một chút lạnh, một chút nhạc với bản Forever, một chút cô đơn, một chút của tháng 12. Vậy là lại sắp cuối năm rồi, sắp Noel rồi. Lòng rạo rực và bồi hồi đến lạ. Cũng là tháng 12 ấy, khi tôi vừa mới bắt đầu bước vào cuộc sống của một cô học trò xa nhà ở cái đất Sài Gòn náo nhiệt này. Tôi lang thang hàng giờ trên những đường phố vắng đèn và nhộn nhịp người qua lại mà không biết chán. Không phải là tôi thích cái không khí ấy, mà chỉ đơn giản là tôi muốn cảm nhận được tất cả sự nhỏ bé và cô đơn của tôi. Hơn nữa, tôi muốn tìm một làn gió đi lạc nào đó mang hơi lạnh từ thành phố nhỏ quê tôi, để tôi có thể biết rằng những tháng mùa đông nơi ấy, những ngày đông nơi ấy bây giờ như thế nào, và tìm lại một chút gì đó thân thương, quen thuộc, ấm áp. Và dường như lúc ấy chẳng có gì ngăn nổi bước chân tôi lang thang và mỉm cười. Cười vì em bé được khép mình trong lòng mẹ, mãi ngắm nhìn những ánh đèn có hình thù ngộ nghĩnh. Đôi mắt em tròn xoe, nụ cười tinh nghịch thoáng hiện trên môi em, như phát hiện ra rằng có một người chẳng hiểu cớ gì cứ đứng lặng nhìn em không chớp mắt. Cười vì một vài cô bé trạc tuổi như mình chạy hết chỗ này đến chỗ nọ thi nhau chụp hình. Cười vì một đôi tình nhân tay trong tay trong niềm hạnh phúc bất tận. Vô tình hay cố tình không biết, mà tôi lại lạc đến một góc đường có tiếng guitar đang vang vọng. Không gian như thế lặng im, nên tiếng đàn vút bay trên tầng không. Anh bạn nghệ sĩ mãi đắm chìm trong lời hát và giai điệu, dường như không phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Thú thật, cái cảm giác là người nghe bất đắc dĩ ấy ngộ ngộ mà thú vị đến lạ. Với bản Promise Me ấy, có lẽ anh đang luyện tập để dành tặng cho một ai đó. Lẽ tất nhiên không phải là cho tôi rồi. Tôi vội cười với cái ý nghĩa như vậy. Chỉ ước rằng giá như lúc ấy tôi có sẵn bút và giấy vẽ để ghi lại hình ảnh người nghệ sĩ trong đêm giáp Noel này. Và rồi tôi lặng lẽ bước đi, vì không muốn phá tan cái nơi dường như chỉ dành cho anh bạn ấy. Tôi lang thang và tưởng tượng, mà có lẽ là mơ, về những điều có thể gọi là cổ tích thời hiện đại. Đó là một cái cảnh thật romantic như trên phim vậy đó. Trong dòng người xa lạ này, tôi cứ đi, nhìn người này đến người khác, mà không phát hiện ra rằng có một người đã nhìn tôi từ bao giờ. Ngôi sao may mắn của tôi rời khỏi tay tôi lúc nào không biết. Cái vẻ mặt méo sạch, cái dáng lây hoay tìm đồ vừa bị mất trông đến tội nghiệp. Bất chợt một giọng nói ấm áp của cái người đã nhìn tôi từ rất lâu rồi cất lên từ phía sau. Bạn gì ơi, ngôi sao này là của bạn phải không? Dạ. Tháng 12 năm này lạnh hơn tháng 12 năm ấy. Một chút lạnh phá vào mặt để đưa tôi trở về với hiện tại. Có lẽ anh hàng xóm hôm nay siêu lòng trước một chút gì đó của cảnh và người của tháng 12 chăng, mà đàn lên bản Forever đầy lãng mạn và sao lòng đến vậy.
Tiếng guitar ru tôi với bao cảm xúc của một người con gái, là nỗi nhớ nhà da diết đã từng làm cho tôi không ít lần thúc thích qua điện thoại với mẹ hay với đứa bạn thân, là kỷ niệm thân thương dưới mái trường năm nào, ấm áp nhưng xa vời vợi, là một nỗi nhớ vu vơ với ánh mắt ngày xưa, là một chút tinh nghịch con gái ôm chặt con gấu bông vào lòng và cuộn tròn trong cái chăn ấm với những ý nghĩ vu vơ. Tháng 12 thương nhớ của tôi là tiếng guitar đầy hoài niệm, tiếng đàn năm này gợi nhớ tiếng đàn năm xưa, vẫn sẽ lang thang qua các con phố giăng đèn, ngắm nhìn mọi người, tìm một chút cảm xúc cho riêng mình và mơ về câu chuyện có ngôi sao may mắn của tôi như năm nào. I'm still there, you will.